Báo Đức, mặt huấn luyện viên Vostecklenburg tối sầm lại sau bàn thua trước Việt Nam. Tờ Sports One của Đức mô tả lại vẻ mặt tức giận và thất vọng của huấn luyện viên đội tuyển nữ Đức sau khi chứng kiến Thanh Nhã ghi bàn ở phút bù giờ. Mặt huấn luyện viên Vostecklenburg tối sầm lại sau bàn thua ở phút cuối trận, tờ Sports One mô tả. Trong cả trận, huấn luyện viên đội tuyển nữ Đức thường xuyên tỏ ra không hài lòng, đặc biệt là những lúc để cho các cầu thủ Việt Nam uy hiếp khung thành. Tôi không thể hài lòng, chúng tôi mới thể hiện được 40% năng lực của mình, bà nói trong cuộc họp báo sau trận. Thực tế đội bóng đứng thứ 32 thế giới Việt Nam đã chỉ thua một hai trước đội bóng số 2 thế giới. Đây là bất ngờ lớn bởi sự chênh lệch của Đức và Việt Nam là rất lớn. Màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã gây ấn tượng mạnh với nhiều tờ báo của Đức. Tờ Kép chỉ ra lý do tại sao Đức lại chọn Việt Nam là đối thủ để đá giao hữu, dù hai đội có sự cách biệt về trình độ. Đức cùng bảng với Maroc hạng 72 thế giới. Colombia hạng 25 và Hàn Quốc hạng 17, về lý thuyết chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Vostek muốn cảnh giác với những đối thủ tiềm năng và tập cho đội thi đấu để phá vỡ những đội bóng có hàng phòng ngự cứng đầu. Đó là lý do Liên đoàn bóng đá Đức chọn Việt Nam và Zambia cho các trận khởi động cuối cùng để chuẩn bị cho World Cup. Trong khi đó, tờ Fussball Berichte thì nhận định Việt Nam có thể gây bất ngờ tại World Cup 2023. Tờ này đánh giá màn trình diễn tốt của của tuyển Việt Nam mở ra hy vọng họ sẽ tạo nên những bất ngờ ở World Cup lần này. Bin, một tờ báo nổi tiếng của Đức cũng rất quan tâm tới trận đấu này và mô tả các cầu thủ Việt Nam dũng cảm và nhanh như chớp. Các cầu thủ nữ Việt Nam dũng cảm và nhanh như chớp đã nhiều lần khiến Đức phải rơi vào tình thế nguy hiểm.